Đỗ Dũng xin chào khán giả Người Việt TV. Sau đây là những phần tin đáng chú ý trong ngày. Nổ súng tại Dallas, 4 chết, 4 bị thương. 1.000 lính cứu hỏa huy động dập cháy rừng ở Nam California. Nhật phản đối tàu Trung Quốc lảng vảng khu vực tranh chấp. Và Nam Hoàn dọa bỏ khu chế xuất Bắc Hàn nhượng bộ. Một nghi can trong vụ nổ súng làm 4 người thiệt mạng tại 2 căn nhà thành phố Dallas bị bắt hôm thứ Năm, trong khi cảnh sát vẫn đang điều tra nguyên nhân gây ra hai cuộc tấn công chỉ cách nhau ít phút. Nguồn tin từ giới hữu trách cũng cho hay có thể chất nổ được sử dụng trong cuộc tấn công. Có 4 người khác bị thương trong vụ nổ súng này, khởi đầu ở một căn nhà tại vùng Tây Nam thành phố Dallas vào tối ngày thứ Tư và 15 phút sau tại một căn nhà khác ở DeSoto cách đó khoảng 16 km. Các điều tra viên bắt giữ nghi can LB Bowser vào tối ngày thứ Tư ở căn nhà thứ Nhì, nhưng không biết rõ mối liên hệ giữa ông và các nạn nhân. Cảnh sát được gọi đến căn nhà vùng Tây Nam Dallas vào lúc 10:30 tối thứ Tư, nơi có 4 người bị bắn và 2 người thiệt mạng. Nghi can sau đó đến căn nhà thứ Nhì và nổ súng hạ sát thêm 2 người nữa. Một người hàng xóm ở DeSoto cho hay có nghe tiếng nổ lớn vào tối thứ Tư từ phía căn nhà nơi các nạn nhân được tìm thấy sau đó. Khoảng 1.000 lính cứu hỏa hiện đang tham gia nỗ lực dập đám cháy rừng ở vùng núi San Jacinto Mountain tại miền Nam California, nằm cách thành phố Los Angeles chừng 145 km về phía đông. Nữ phát ngôn viên cơ quan cứu hỏa tiểu bang California, bà Julie Hutchinson nói rằng đám cháy rộng khoảng 15.5 dặm vuông vào sáng sớm ngày thứ Năm, tăng từ 6.000 acre vào chiều tối thứ Tư lên 10.000 acre chỉ sau một đêm và vẫn tiếp tục lan rộng. Giới hữu trách cho hay lửa đang cháy từ hướng Tây sang hướng Đông do gió mạnh. Khoảng 15 căn nhà được báo cáo là bị thiêu rụi kể từ khi ngọn lửa bùng ra vào trưa ngày thứ Tư, nhưng hiện chưa biết con số chính xác. Có 2 lính cứu hỏa và 1 người dân cũng bị thương. Khoảng 1.500 người dân được di tản, trong số đó có 800 người ở khu Silent Valley Club theo giới hữu trách. Ngoài ra còn có 700 người thuộc các vùng xung quanh. 4 tàu Trung Quốc lảng vảng hơn 24 giờ trong vùng Nhật coi là thuộc hải phận của mình khiến Tokyo phải triệu đặc sứ của Trung Quốc đến để đưa công hàm phản đối Bắc Kinh hôm thứ Năm. Dù trước đó Nhật tỏ ý muốn có một cuộc họp thượng đỉnh. Mối quan hệ giữa cường quốc kinh tế thứ Nhì và thứ Ba của thế giới đã căng thẳng trong nhiều tháng qua, phần lớn vì tranh chấp liên quan đến một nhóm đảo trong vùng biển Hoa Đông. Tuy nhiên, Thủ tướng Nhật, ông Shinzo Abe, cũng thường bày tỏ mong muốn cải thiện quan hệ với Trung Quốc và kêu gọi có đối thoại, dù khẳng định không chấp nhận điều kiện tiên quyết nào. Tàu Trung Quốc trước đây đã thấy trong vùng biển quanh các đảo tranh chấp, nhưng thường rời khỏi nơi đây chỉ sau vài giờ. Trong các lần làm vảng trước đây, tàu Trung Quốc ở lại trung bình khoảng 7 giờ đồng hồ. Đây là lần đầu tiên tàu Trung Quốc lảng vảng tới 24 giờ. Bắc Hàn hôm thứ Tư cho hay sẽ mở cửa lại khu chế xuất liên doanh Kaesong chỉ hơn một giờ sau khi Nam Hàn cho thấy sẵn sàng hoàn toàn từ bỏ nơi này. Ủy ban Thống nhất Hòa bình của Bắc Hàn, cơ quan có trách nhiệm liên lạc với Nam Hàn, đưa ra đề nghị thảo luận việc bình thường hóa hoạt động khu Kaesong và cho hay an toàn của các công dân Nam Hàn viếng thăm khu chế xuất này sẽ được bảo đảm. Ủy ban này đưa ra tuyên bố trên qua cơ quan thông tấn KCNA của nhà nước Bắc Hàn chỉ 90 phút sau khi phía Nam Hàn loan báo các biện pháp nhằm bồi thường cho các công ty mở xưởng ở Kaesong, một hành động được coi là để chuẩn bị cho việc hoàn toàn đóng cửa khu chế xuất này, biểu tượng sau cùng về hợp tác giữa Nam và Bắc Hàn. Chính phủ Nam Hàn trước đây từng cho biết là sẽ không chờ đợi vô hạn định về cách giải quyết tình hình Kaesong sau khi Bắc Hàn không chịu trả lời đề nghị sau cùng do Seoul đưa ra 10 ngày trước đây. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần tin Người Việt TV hôm nay. Xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới. Nhật báo Người Việt cung cấp cho bạn tin tức về thế giới xung quanh. Phóng viên và thông tín viên Người Việt khắp mọi nơi mang đến cho bạn tin tức mới nhất, chính xác nhất và cần thiết nhất. Tòa soạn Người Việt, nơi quy tụ đội ngũ phóng viên đông đảo, yêu nghề, theo sát tin tức, thu gọn thế giới và trao đến độc giả mỗi buổi sáng. Nhật báo Người Việt và Người Việt Online là chiếc cầu nối giữa độc giả và giới doanh nghiệp. Số phát hành lớn nhất, quảng cáo hữu hiệu nhất, giao vặt phong phú nhất. Người Việt, nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Mọi liên lạc xin gọi 714-892-9414, 892-9414.